Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với cửa hàng âm thanh Ankin Audio nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ làm cái bản test để so sánh dòng loa CT12 của Osama thương hiệu Nhật và một loa đó là MUF thương hiệu Đức anh em nhé. Thì với thằng loa CT12 này thì em cũng báo luôn cho anh em rằng là cái màng nó đã bị thay rồi anh em, còn lại là zin hết. Và nhiều bác có những cái bác bảo là với cái giá này em đang bán này là 7,8 triệu cặp này, bác bộ 7,8 triệu là chúng ta có thể là mua được những cái đôi loa zin, ok chấp nhận luôn. Nhưng mà cái giá trị của đôi loa này nó đang ở thị trường đang bán hàng zin thì nó là 13 triệu, thì thay mỗi cái màng không thì em đã bán rẻ cho anh em, rất rẻ rồi, đó là 7,8 triệu giá bao cước rồi. Và hôm nay sẽ so sánh với thằng MUF zin cũng bán cho anh em là 7,5 triệu xem là thằng nào ăn thằng nào. Và em khẳng định luôn là khi các bác mà mua đôi loa thanh lý của Osama Bass 30 này thì các bác nhận lại được một chất âm vượt trội hơn so với tầm tiền rất là nhiều. Và cái thứ hai cũng nói thật sự với anh em luôn là cái tiếng nó sẽ hay hơn rất nhiều so với tầm tiền nhá. Đấy, bây giờ sẽ test và đương nhiên là các bác có tai nghe thì các bác đeo tai nghe vào nó sẽ chi tiết hơn. Để em sẽ test cắm từng cái một. Đấy, sẽ cắm từ thằng này xong rồi sẽ cắm thằng kia nhá. Rồi cắm thằng này cho hát đi. Người sao băng giá, người nơi đây sao vô tình quá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ anh nào muốn, vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây em lẻ loi. Bên đi. Mắt môi nồng say, anh nhớ ân tình không? Nơi có em chờ trông, khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi để nhớ thương. Anh có quay về chăng? Em đứng đây chờ mãi cho thân xác. Đấy, đầu tiên là cái giải chép các bác phải biết nhá. Loa CT12 nó sử dụng cho mình nó là chép neo, nên là cái tiếng chép độ phủ nó rất là lớn anh em, và các bác nghe rất là rõ rồi. Đó là cái tiếng tép nó bay hơn, nó bay hơn và nó mịn hơn rất là nhiều so với thằng MUF. MUF thì cái tiếng nó sẽ hơi đục anh em nhá. Anh em nghe kỹ lại một lần nữa là em sẽ biết được là cái MUF nó hơi đục. Em vặn cái này khoảng tầm 10 giây xong rồi chuyển sang này nhá. Giờ người đã đi để nhớ thương cho trái tim cùng gì. Anh có quay về chăng? Em đứng đây cho thân xác em thành băng. Đấy, đấy là cái rõ ràng rồi. Bây giờ sẽ thử giải bát nhá. Bây giờ sẽ thử cái giải bát nhá. Đấy là check này. Bây giờ thử giải bát cho anh em. Cứ tầm 20 giây để đổi cho nhau cái. Đây bây giờ sẽ thử cái thằng MUF trước đi. Bát MUF đi. Bật đi. DJ Anton Remix. Đấy, bát MUF rất là sâu anh em nhé. Đây. Đó. Thằng Osama này còn sâu hơn luôn anh em ạ. Và đánh nó sẽ gọn hơn so với màu ép. DJ Anton Remix. Thằng Osama quá sâu luôn anh ạ. Đó, các bác nhìn thấy là con này nó đánh nó lại nông hơn này. Lại bắt lên nông này. Đó, đánh đây, nốt đây đi. Đó, khá hẳn luôn anh em nhé. Đấy, các bác vừa nghe qua cả tép cả bát của thằng hai thằng. Đấy, nên là nhiều bác khi nhiều bác nó bảo là hàng làm lại là sai nhá. À, tức là cái giá trị của nó các bác mua, tức là các bác mua với cái giá tiền rẻ nhưng mà được cái chất lượng rất là lớn luôn. Đấy, ví dụ như bác nào mà thôi quan điểm các bác thích zin thì đây MUF cũng là 7,5 triệu so với thằng này thì thực sự luôn Osama phải gọi là chấp một mắt luôn anh em nhá. Đấy, Osama thứ nhất nó là chép neo này,
Thứ hai nữa là cái bass nó giải tần nó xuống 35 Hz, đánh khỏi súp nếu các bác chơi cái phòng không gian tầm 20-25 m². Đấy, còn MOF nói các bác luôn, nó là thuộc cái dạng là những cái dòng loa tốt về giải bass rồi, nhưng mà vẫn không ăn được Osama anh em nhé. Và anh em nghe qua cái bản test thì có cái bình luận gì thì các bác có thể là comment góp ý dưới bình luận anh em nhé. Rồi ok, báo lại giá cho anh em, đó là Osama hàng thanh lý làm lại màng thì nó là 7.8 triệu, còn MOF zin thì nó là gì ạ, 7.5 triệu. MOF thì bát thường, tép thường, zin hết, bát 30. Con này thì nó sử dụng cho mình, nó là chép neo. Và bát thì là giải tần xuống rất sâu anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.